Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. U22 Việt Nam nhận tin không thể vui hơn trước SEA Games 32. U22 Việt Nam vừa đón thông tin đầy tích cực về lực lượng trước thềm SEA Games 32. Trong ngày 16 tháng 4, U22 Việt Nam đã hội quân tại Bà Rịa Vũng Tàu để bắt đầu quá trình tập huấn cuối cùng hướng đến SEA Games 32. Quân số ngày đầu tập trung mới chỉ có 10 cầu thủ do vướng lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp và vòng loại U19 quốc gia. Đáng chú ý trong số này có sự có mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, người không thể dự Doha Cup 2023 vừa qua vì chấn thương. Tin vui đến với U22 Việt Nam khi chân sút thủ biên chế câu lạc bộ Hà Nội đang hồi phục tốt. Sau thời gian điều trị ở câu lạc bộ chủ quản, tình trạng chấn thương háng của Văn Tùng được cải thiện đáng kể. Tiền đạo sinh năm 2001 có thể tập luyện bình thường, nhưng bác sĩ của câu lạc bộ Hà Nội khuyên cáo anh cần theo dõi chặt chẽ tình trạng cơ thể. May mắn song hành với cầu thủ này khi chấn thương của anh thuộc loại phức tạp nhưng mới ở giai đoạn đầu và được phát hiện sớm. Việc điều trị mang lại hiệu quả. Với những tín hiệu tích cực này, cơ hội để Văn Tùng có mặt trong đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 đã tăng lên. Nếu có sự phục vụ của tiền đạo này sẽ là gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng công. Buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày 17 tháng 4. Nhiều khả năng các cầu thủ mới đến chỉ tập nhẹ để hồi phục sau các trận đấu căng thẳng cuối tuần qua. Dự kiến trong thời gian tập luyện tại Vũng Tàu, U22 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo yêu cầu của huấn luyện viên Chu Dê, những trận đấu này sẽ đá kín và không có sự tác nghiệp của truyền thông. Hiện tại, danh sách của đội U22 Việt Nam tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu có 31 cầu thủ. Danh sách này sẽ được rút gọn xuống còn 20 cầu thủ trước khi toàn đội sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Huấn luyện viên Chu Dê chỉ thẳng đội bóng mạnh nhất tại SEA Games 32. Huấn luyện viên Chu Dê đã đưa ra những đánh giá tổng quan về SEA Games 32 trong buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam. Sau khi các giải vô địch quốc gia và giải hạng nhất quốc gia tạm nghỉ, U22 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trước khi huấn luyện viên Philippe Chuzier chốt quân số lên đường sang Campuchia để bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Chia sẻ trong buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam, vị thuyền trưởng người Pháp đánh giá cao các nhà á quân U22 Thái Lan. Các đối thủ mà chúng ta sẽ phải đối đầu tại SEA Games 32 đều là các đội bóng quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á. Các đội bóng đều có tham vọng, nhất là hướng đến việc giành huy chương vàng nên không trận đấu nào dễ dàng cả. Theo đánh giá của tôi, U22 Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng quá nhiều. Mục tiêu hàng đầu của U22 Việt Nam vẫn là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Về chất lượng chuyên môn của đội hình U22 Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chuzier cho biết, có ít nhất 6 cầu thủ từng tham dự SEA Games 31 và họ sẽ là điểm tựa lúc khó khăn. Chiến thắng sẽ chỉ dành cho người thể hiện tốt nhất và nếu muốn có được điều đó, chúng ta cần phải hành động. Trong 3 tuần vừa qua, có khoảng 80-90% cầu thủ của U22 Việt Nam được tạo điều kiện ra sân tại V-League. Điều này là rất quan trọng. Bên cạnh đó, hồi tháng 3, U22 Việt Nam đã có đợt tập huấn kéo dài 4 tuần tại Hà Nội và thi đấu tại Doha Cup. Dù có những sai sót, tuy nhiên các cầu thủ đã được thi đấu với các đội bóng top đầu châu Á và bản thân tôi đã có những đánh giá sơ bộ về U22 Việt Nam. Do vướng lịch thi đấu V-League vòng 7 nên trong buổi tập đầu tiên, U22 Việt Nam vẫn chưa thể hội đủ quân. Tại SEA Games 32, U22 Việt Nam nằm ở bảng tử thần với các đối thủ rất mạnh. Thái Lan có động thái cực lạ trước ngày gặp U22 Việt Nam tại SEA Games. Huấn luyện viên Isara Sritaro tiết lộ U22 Thái Lan sẽ không thi đấu trận đấu giao hữu nào trước khi tham dự SEA Games 32. Chiều ngày 17 tháng 4, huấn luyện viên Isara Sritaro đã công bố danh sách triệu tập 29 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 32 sắp tới. Đây là những cái tên được rút gọn lại sau bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ trước đó. Ngay sau đó, huấn luyện viên Isara Sritaro của U22 Thái Lan cũng đã có những bài phát biểu đáng chú ý sau. 29 cầu thủ mà tôi vừa triệu tập không phải đầy đủ tất cả những cái tên mà U22 Thái Lan muốn sở hữu. Tuy nhiên như vậy cũng là rất tốt rồi. Dự kiến phải tới ngày 24 tháng 4 thì U22 Thái Lan mới có được lực lượng đầy đủ nhất do các trận đấu ở câu lạc bộ vẫn đang diễn ra và chúng ta phải thông cảm với điều này. Trong thời gian tập trung, U22 Thái Lan sẽ không có bất cứ trận đấu giao hữu nào khi các cầu thủ của chúng tôi cũng đã có độ hiểu nhau nhất định. Phong cách chơi cũng sẽ không có gì khác so với Doha Cup 2023, nhưng tùy vào từng trận đấu và tùy xem đối thủ mà U22 Thái Lan gặp là ai. Danh sách trên vẫn có thể thay đổi để phòng có thêm những trường hợp chấn thương. Giống như là Erfan Dolo khi anh ấy tưởng chừng như sẽ vắng mặt nhưng ở buổi kiểm tra mới nhất cho biết anh ấy có thể kịp thời hồi phục cho SEA Games 32. Chúng tôi sẽ chờ đợi và tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Erfan Dolo là đội trưởng của U23 Thái Lan tại Doha Cup 2023 và cũng là cái tên trụ cột ở hàng tiền vệ. Trong danh sách tập trung của U23 Thái Lan cho SEA Games 32 có hai cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Chahi Pipas Sunvanhat của Estoril Bồ Đào Nha và Archifon Kirirom của Augsburg 2, câu lạc bộ Đức. Ngoài ra, những cầu thủ còn lại hầu hết vẫn là những cái tên quen thuộc vừa thi đấu tại Doha Cup. U22 Thái Lan nằm ở bảng B tại SEA Games 32 với U22 Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào. Việc bị rơi vào nhóm hạt giống số 2 khiến voi chiến sớm phải đụng độ Việt Nam ngay từ vòng bảng.
hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt trận đấu cuối cùng của bảng B vào ngày 11 tháng 5. AFC đưa ra phán quyết liên quan đến số phận của U23 Việt Nam tại U23 châu Á. U23 Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1 tại U23 châu Á 2024 với nhiều đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Mới đây, trang tin uy tín của bóng đá Đông Nam Á ASEAN Football đã đăng tải thông tin về các nhóm hạt giống của giải U23 châu Á 2024. Theo đó, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Iraq, Turkmenistan và Jordan. Trong khi đó, ba đại diện khác của khu vực Đông Nam Á khác là Malaysia, Myanmar và Campuchia nằm ở nhóm 2 cùng với UAE, Iran, Kuwait, Tajikistan, Bahrain, Syria và Ấn Độ. Nhóm hạt giống số 3 bao gồm Singapore, Yemen, Kyrgyzstan, Đông Timor, Liban, Oman, Lào, Palestine, Mông Cổ và Indonesia. Nhóm hạt giống số 4 có sự xuất hiện của một đại diện đến từ Đông Nam Á là U23 Philippines. Trong khi đó, Trung Quốc bất ngờ nằm ở nhóm hạt giống số 5. Việc chia nhóm hạt giống được xếp theo thành tích của các đội tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Theo dự kiến, vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ được diễn ra vào tháng 9 năm 2023 tới đây. Lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức vào ngày 25 tháng 5. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại Qatar. Thời gian này bị lùi hơn 3 tháng so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân đến từ việc vòng chung kết Asian Cup 2023 cũng sẽ được tổ chức vào tháng 1 tại Qatar. Ở giải đấu gần đây nhất dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Okyun, U23 Việt Nam đã vào đến bán kết và chỉ chịu thua trước Ả Rập Xê Út. Đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch của giải U23 châu Á 2023. Hiện tại, U23 Việt Nam đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philippe Chuze. Tính đến khi vòng loại U23 châu Á 2023 diễn ra, U23 Việt Nam sẽ còn khoảng gần 5 tháng để chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, U23 Việt Nam sẽ tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 32 tại Campuchia. Thái Lan đăng cai vòng loại U23 châu Á 2024. Báo chí Thái Lan cho biết, nước này đã được mời đăng cai vòng loại U23 châu Á 2024 nhưng vẫn đang trong quá trình xem xét. Vào tháng 9 năm 2022, Liên đoàn bóng đá châu Á chính thức công bố Qatar sẽ là nước chủ nhà của giải đấu. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, lịch này sẽ trùng với vòng chung kết Asian Cup 2023 cũng diễn ra tại Qatar khi giải đấu này cũng được chuyển sang đầu tháng 1 năm sau. Mới đây, tờ Matichon của Thái Lan bất ngờ đưa tin cho rằng nhiều khả năng xứ sở chủ vàng sẽ đăng cai vòng loại U23 châu Á 2024. Tờ báo này cho biết, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết giải vô địch bóng đá châu Á U23 là giải đấu tuyển chọn 3 suất rưỡi đội tuyển châu Á tranh tài tại Thế vận hội Olympic 2024. Trước đó, chủ nhà Qatar dự kiến giải đấu sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm sau. Nhưng hiện tại có thể nó sẽ bị hoãn đến tháng 4 hoặc tháng 5. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ chọn quốc gia đăng cai. Ông Pathit, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan tiết lộ rằng Thái Lan được mời đăng cai vòng loại giải đấu nhưng vẫn chưa công bố vì chưa có những quyết định chính thức. Theo đó, ông Yuotana Jimkarun, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan hoàn toàn ủng hộ điều này vì nó sẽ có lợi cho U23 Thái Lan ở giải đấu. Matichon nói thêm, tôi cũng có xem tin tức về việc này, nhưng trước tiên phải chờ quyết định để yêu cầu Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Somrod có chủ trương về vấn đề này hay không. Cá nhân tôi thì rất đồng tình nếu Thái Lan xin đăng cai vòng loại, bởi vì tôi tin rằng chúng tôi có đủ tiềm năng để quản lý. Matichon dẫn lời của ông Yuotana. Chúng tôi có nhiều sân vận động đạt tiêu chuẩn để hỗ trợ cho loại hình thi đấu này, bao gồm cả việc có một chỗ ở đầy đủ. Quan trọng hơn, nó sẽ mang lại vô vàn lợi ích, trong đó có việc chát xuất vào vòng chung kết. Ông Yuotana nói thêm, dù vậy, đây mới chỉ là những ý kiến ban đầu do Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đưa ra. Tuy nhiên, đó là ý kiến cá nhân của tôi. Chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế xem nếu Thái Lan đăng cai thì điều kiện, kinh phí và chi phí ra sao, bao gồm các vấn đề nào. Vì vậy, Hiệp hội phải cân nhắc kỹ lưỡng, vị này nói thêm. Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023, trong đó 47 quốc gia thành viên AFC sẽ chia ra 11 bảng đấu. Mới đây, AFC đã công bố 4 nhóm hạt giống tại giải, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1. Các thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!